Vào những ngày này, trên khắp mọi nẻo đường đất nước, tất cả những người học trò đang náo nức hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 để thể hiện tấm lòng tôn kính đối với quý thầy cô, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tri ân người lấy đò thầm lặng do nhóm phóng viên QCB thực hiện. Thể theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đối với Phật giáo, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 có một ý nghĩa thiêng liêng, là dịp để bày tỏ lòng tri ân đối với những vị giảng sư, giáo thọ sư, thầy tổ đã dìu dắt các thế hệ tăng ni sinh, Phật tử trở thành những con người có trí, có tài để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển giáo hội. Tạ ơn Thầy dẫn con vào rừng tri thức, cảm nghĩa cô đưa con đến bến yêu thương. Thầy cô chỉ hai tiếng ngắn gọn thôi, mà vô cùng thiêng liêng và cao cả. Mỗi thầy cô là một người lái đò, mà dù con đò đó có khó khăn vất vả và sóng gió đến đâu chăng nữa, thì người lái đò ấy cũng cố gắng hết sức để con đò của mình cập bến an toàn. Bởi lẽ, người đã dùng hết tâm huyết, công sức, cần mẫn ngày đêm để soạn từng trang giáo án, từng tri thức để đưa con đò sang sông. Đó là những tình cảm, những giọt mồ hôi thấm đẫm tình nghĩa, công lao mà thầy cô dành cho học sinh. Tất cả chư vị ban giám hiệu, giáo thọ và các vị giảng viên, cư sĩ, thì tất cả các vị đến trong cái môi trường Phật học thì đem cái tâm huyết của mình để dạy dỗ cho tất cả tăng ni sinh, cũng giống như tất cả quý thầy cô nhà giáo ở bên ngoài, thì cái việc mà đem tri thức đến cho đời, mong cho cái lớp hậu thế nó sẽ thành đạt bằng hoặc hơn mình cái sự mà thành đạt đó, giúp cho cái niềm tin của quý thầy cô cái ngày 20 tháng 11, tức là ngày nhà giáo, nó sẽ được gọi nguyện hơn. Bởi vì cái cả một cuộc đời mà làm cái đứng bảng là bụi phấn bám đầy tóc ấy, đối với bên ngoài truyền thống của người Việt Nam thì cho đến giống như đối với quý thầy cũng vậy, thì cái việc mà truyền trao kiến thức đó hỗ trợ rất nhiều cho cái là có trò học thì mới có thầy, có nghĩa rằng là nhân duyên, thầy và trò là nhân duyên với nhau. Nhưng mà trong cái tinh thần của văn hóa Việt Nam thì cái nhất từ vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy và nửa chữ cũng là thầy, nó có một cái ý nghĩa sâu sắc hơn đối với cái người học trò trong cái dịp tri ân này. Trong lĩnh vực đời sống tâm linh, các vị giáo thọ trong hàng tăng bảo là người đã truyền trao giới thân huệ mạng, là người thầy thắp sáng ngọn đèn chánh pháp, trang bị cho tăng ni sinh kiến thức Phật học, truyền thụ những pháp môn tu tập, để từ đó giới trẻ Phật giáo thanh lọc, cho thân được trong, tâm được sáng, bỏ ác hành thiện, phân biệt đường chánh nẻo tà, luôn giữ được chánh niệm trên lộ trình tìm cầu sự giác ngộ, giải thoát mọi ràng buộc khổ đau của cuộc đời mà quay về nương tựa nơi Phật tánh thanh tịnh, sáng suốt của chính mình. Nhân cái ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, thì là người học trò không những tri ân các bậc thầy cô giáo của mình, mà trên đầu của mình luôn luôn phải nghĩ tưởng người Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại nhất, là đầu tiên. Chính nhờ Đức Phật thì chúng ta mới có giáo pháp của Ngài, và tới ngày hôm nay chúng ta đang đi trên con đường hướng tới cái chỗ giải thoát, hướng tới cái chỗ giác ngộ. Mong muốn rằng là tất cả tăng ni sinh cũng như là lớp cư sĩ Phật tử hiện tại và tiếp nối sau này luôn luôn giữ gìn cái truyền thống là tôn sư trọng đạo, và luôn luôn mà học tập tốt để chuyển hóa tự thân của mình, là chuyển hóa được tham sân si, chuyển hóa được thân tâm trong sạch, thì đó là cái báo ân cao quý nhất. Nếu như những kiến thức thế học giúp cho giới trẻ viết được những bài văn hay, thì những kiến thức Phật học giúp tăng ni sinh, cư sĩ Phật tử chuyển hóa những phiền não trong nội tâm, hướng đến một đời sống an lạc. Trong ngày lễ tri ân những người có công khai sáng ngọn đèn trí tuệ,
hằng hầu học luôn hướng về quý thầy, những người lấy đò nhiều năm thầm lặng đã chuyên chở bao thế hệ trưởng thành khôn lớn, là ngọn đèn dẫn lối cho nhiều người tìm về nẻo giác. Món quà ý nghĩa mà các tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học Quảng Nam năm nay đã dày công chuẩn bị, trang trọng dâng lên quý giáo thọ, thầy cô giảng viên nhân ngày 20 tháng 11 là những bó hoa tươi thắm, những bức tranh thư pháp và đặc biệt là tờ báo tường với chủ đề ân sư. Từng câu văn, dòng thơ, câu chuyện về thầy cô là tình cảm thương yêu quý trọng, là sự biết ơn của người trò dành cho người lái đò thầm lặng. Chuyện một con đò giải dầm nắng mưa, lặng lẽ chở bao dòng người xuôi ngược. Khách sang sông tiếp hành trình phía trước, có ai nhớ chăng hình ảnh con đò? Toàn thể tăng ni sinh, mà cái món quà mà quý giá nhất mà để dành tặng cho quý vị giáo, quý ngài giáo thọ, đó là cái sự học tập của mình. Cái việc học tập của mình có thành tựu viên mãn thì mới đáp lại xứng đáng cái công ơn của quý ngài, không quản Phật sự đa đoan, thời gian, rồi quãng đường xa xôi đến đây truyền trao con chữ nhằm đào tạo tăng tài, góp phần mà chuẩn bị một cái đội ngũ kế thừa làm cho mạng mạch Phật pháp được trường tồn. Bản thân là một vị ni học trong lớp Trung cấp Phật học Quảng Nam hiện tại, con rất là vinh hạnh và cũng là cố gắng hoàn thành tất cả các việc học mà thầy cô đã giao phó, những nghe lời, vâng lời quý ngài và luôn luôn ghi nhớ những lời dạy của ngài để mang theo đó làm hành trang, không những bây giờ mà sau này để tiếp tục trên con đường tu nhân học Phật của mình. Trường Phật học Quảng Nam không chỉ đào tạo tăng ni sinh mà chư tôn đức, ban giám hiệu nhà trường, quý giáo thọ sư, thầy cô giáo còn khai mở lớp cư sĩ Phật học để trao truyền những kiến thức Phật học đến hàng cư sĩ Phật tử tại gia. Là thành viên của lớp Phật học cư sĩ khóa đầu tiên của trường Phật học Quảng Nam, cư sĩ Lê Trung Hiếu bày tỏ: là một người Phật tử được đến lớp cư sĩ Phật học để học mà học giáo lý, được quý thầy, quý ngài, quý giáo thọ sư truyền trao những kiến thức cơ bản giúp cho tôi có được những kiến thức để mà tu tập và trên con đường tu nhân học đạo. Tôi rất là biết ơn và trân trọng. Chúng con là hàng tại gia xin gửi, kính gửi đến quý thầy, giáo thọ và ban giám hiệu nhà trường lòng tri ân sâu sắc. Về bản thân con, hôm nay ngày 20 tháng 11 này có ý nghĩa rất là to lớn. Đây là sự may mắn, là phúc lành mà con có được vì con được là học trò của lớp Trung cấp Phật học. Con nguyện sẽ học tốt và đem cái giáo lý đã học để về tu tập cho bản thân và ứng dụng trong đời sống và lan tỏa cho người thân, cho gia đình, cho xã hội và cộng đồng, để bản thân được cùng với tất cả, nguyện cho bản thân cùng tất cả sẽ được khai khổ, sẽ được giác ngộ, sẽ được giải thoát theo chánh pháp của Đức Phật. Vì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, chư tôn đức, ban giám hiệu, quý giáo thọ, thầy cô giáo trường Phật học Quảng Nam không quản ngại trao truyền kiến thức Phật pháp cho bao thế hệ tăng ni sinh. Chỉ mong sao nhiều người được an vui và làm xoa dịu những niềm đau nhân thế. Thời gian trôi đi cuốn bao sự hiện hoạt của nhân thế, nó có thể chôn vùi tất cả sự vật giả tạm của các pháp hữu vi, nhưng không thể xóa nhòa công lao của chư vị ân sư đã kiên trì, thầm lặng và tận tụy vô bờ bến của quý ngài trường Phật học Quảng Nam. Là một trong những vị giáo thọ có tâm huyết giúp cho hoạt động giáo dục Phật giáo tỉnh Quảng Nam phát triển, với hơn 25 năm tham gia công tác giảng dạy tại trường Phật học, Thượng tọa Thích Chánh Huệ, người lái đò vẫn tận tụy với chiếc áo nâu đạm bạc, không ngại khó khăn vất vả và điều kiện sức khỏe nhiều lúc không được tốt, nhưng thầy vẫn kiên tâm trên con đường hoằng pháp lợi sanh, là người đã chấp cánh tương lai cho biết bao thế hệ tăng ni sinh. Ngoài tham gia giảng dạy tại trường Phật học, thầy còn tiếp sức trao tặng học bổng cho những em học sinh vượt qua khó khăn để nỗ lực vươn lên trong học tập.
ước mơ lớn nhất của thầy đối với các thế hệ tăng ni sinh. Có nghĩa rằng là đối với các tăng ni sinh thì cái việc đầu tiên đó là đến trường tuân thủ giới luật của Phật dạy, là tinh chuyên đối làm một cái người học tăng học ni tốt. Thì học, bởi vì họ đang là người đi học thì tất cả các tăng ni sinh chủ yếu là học, học tốt thì là báo ân hàng ngày, có kỷ luật, sống đời sống đạo đức của một tu sĩ tốt, đó rằng là tu hàng ngày. Và cuối cùng thì ban giám hiệu, giáo thọ, giảng viên của nhà trường làm như thế nào để khích lệ cái tinh thần học và kỷ luật đó mỗi ngày một lớn lên. Đó là cái hoài bão mong ước của quý thầy đối với hậu lai. Còn đối với nhà trường thì chắc chắn là cầu mong nhà trường mỗi ngày một phát triển, có cơ sở nội trú, có ngoài cái việc học ở trường ra thì các tăng ni sinh còn có một cái đời sống học ở tại cái tu viện á. Nhưng mà rằng là học từng giờ từng khắc trong ngày đó, để cho học tu, và các vị đó tu đó thì nó cái môi trường học đó là gọi là môi trường nội trú hoàn toàn thì sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Tấm gương của chư tôn đức ban giám hiệu và quý giáo thọ trường Phật học Quảng Nam đã giúp cho tăng ni sinh, cư sĩ Phật tử biết nắm vững những giáo lý căn bản, luôn giữ gìn oai nghi của người tu, tinh nghiêm giới luật, rèn luyện, tinh tấn, tu học để đền đáp tứ ân và làm cho Phật Pháp ngày một xương minh. Mai này, dù ở muôn phương, ân thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên.